Bạn đã sẵn sàng cho công cụ AI trên CapCut Pro chưa? Video của bạn sẽ trở lên viral gấp 50 lần khi sử dụng CapCut Pro. Đây là kênh TikTok đã sử dụng CapCut Pro và đạt được kết quả ngoài mong đợi như vậy. Vậy CapCut Pro có gì? Ngay bây giờ chúng ta cùng đi đến video hướng dẫn sử dụng các tính năng trên CapCut Pro. Bắt đầu thôi. Đầu tiên mình muốn chia sẻ cho các bạn những tính năng độc quyền mà chỉ có trên bản web của CapCut mới có thể sử dụng được. Các bạn sẽ truy cập vào cho mình trang web capcut.com. Tại đây chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập. Các bạn cần phải có tài khoản Pro thì mới có thể sử dụng được những tính năng của CapCut Pro. Nếu bạn đang quan tâm đến CapCut Pro giá rẻ, hãy bấm vào phần mô tả. Đây là trang chủ của CapCut. Chúng ta sẽ nhìn thấy những mẫu video đẹp này. Các bạn có thể sử dụng ở đây. Nhưng mà trong video này thì chúng ta sẽ quan tâm đến phần. Tại đây thì có rất nhiều công cụ thần thánh cho các bạn sử dụng. Đầu tiên là phần dành cho video. Thì trong ứng dụng nó đã có đầy đủ các tính năng này. Nên là lát nữa mình sẽ chia sẻ ở trong phần ứng dụng. Các bạn sẽ chú ý cho mình phần dành cho hình ảnh này. Các bạn có tính năng chỉnh sửa hàng loạt này. Ở đây thì các bạn có thể đồng bộ những cái ảnh sản phẩm của mình. Ví dụ người ta đã đồng bộ nền của tất cả các ảnh này. Các bạn có thể sử dụng để tạo ra những bộ ảnh sản phẩm. Mình sẽ giới thiệu các bạn về cách sử dụng. Bây giờ các bạn sẽ tải lên ảnh sản phẩm của mình. Sau khi tải ảnh sản phẩm lên thì nó sẽ tự động xóa nền cho chúng ta này. Tiếp đến chúng ta có thể sử dụng những cài đặt có sẵn này. Ví dụ là ảnh quần áo, giày dép này, làm đẹp và chăm sóc cá nhân này, ảnh thực phẩm, đồ uống này, đồ gia dụng này, sản phẩm điện tử này. Ví dụ mình sẽ chọn làm đẹp và chăm sóc cá nhân này, nó sẽ tự động tạo cho mình bộ ảnh sản phẩm. Các bạn có thể bấm vào và chỉnh sửa từng ảnh một. Cái này nó sẽ khá là trực quan nên là các bạn có thể tùy chỉnh theo ý muốn. Sau khi đã chỉnh sửa xong thì chúng ta sẽ bấm vào phần đã xong này và chuyển qua chỉnh sửa ảnh khác. Ngoài ra các bạn có thể tùy chỉnh được ảnh mà không sử dụng cái phần cài đặt có sẵn này. Chúng ta sẽ chuyển qua phần phông nền này. Tại đây thì chúng ta có thể đồng bộ phông nền cho ảnh này. Chúng ta chỉ cần chọn phông nền thôi là nó sẽ đồng bộ tất cả các ảnh. Nếu mà không muốn sử dụng nền màu sắc thì chúng ta có thể sử dụng nền giống kiểu studio như này. Các bạn sẽ nhìn thấy ảnh nó tạo ra rất là đẹp đúng không? Nó sẽ hỗ trợ cực kỳ hiệu quả cho các bạn thiết kế ảnh sản phẩm. Sau khi đã chỉnh sửa phông nền xong, chúng ta sẽ đi điều chỉnh kích cỡ. Tại đây thì các bạn có thể tạo ra kích thước tùy chỉnh này, hoặc là sử dụng mẫu kích thước để phù hợp với cả các sàn thương mại điện tử hoặc là các nền tảng mạng xã hội này. Ví dụ như là ảnh trên Insta này, nó sẽ tạo cho mình ảnh tất cả các kích thước giống nhau này. Sau khi đã chỉnh sửa xong thì chúng ta sẽ bấm vào phần tải xuống tất cả này. Các bạn sẽ chọn tất cả 5 trang này và chọn định dạng. Các bạn có thể chọn JPEG hoặc là PNG. Sau đó chọn kích cỡ. Các bạn có thể tăng kích cỡ của ảnh lên để cho nó được nét hơn. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào nút tải xuống. Chúng ta sẽ đi đến tính năng xóa nền. Phần này thì nó có thể xóa nền cho ảnh hoặc là video đều được. Các bạn sẽ bấm vào đây để tải lên ảnh của mình. Chúng ta sẽ chờ một chút thì AI nó sẽ tự động xóa nền cho mình. Đây là ảnh của mình sau khi đã được xóa nền này. Các bạn có thể thấy là phần tóc này nó sẽ xóa rất là đẹp này. Nó sẽ không bị lẹm cái phần tóc này đi. Bây giờ mình sẽ thay cái phông nền khác vào cho các bạn xem. Chúng ta sẽ chọn vào phần phông nền này. Các bạn có thể thay đổi màu sắc của phông nền này. Nếu mà các bạn không muốn sử dụng phông nền màu sắc thì các bạn có thể sử dụng ảnh làm phông nền. Chúng ta sẽ bấm vào phần hình ảnh và tải lên hình ảnh của mình. Vậy là ảnh của mình nó đã được thay bằng nền cây này, khá là đẹp. Sau khi đã tạo xong thì bây giờ mình sẽ xuất hình ảnh ra. Các bạn sẽ chỉnh sửa tên tệp này, định dạng ảnh và độ phân giải của ảnh. Chúng ta có thể chọn lên đến 2K và xuất. Tiếp theo mình muốn giới thiệu tính năng tạo hình ảnh từ văn bản. Ngoài những con AI như là Midjourney để tạo ảnh này thì các bạn bây giờ có thể sử dụng chính CapCut để tạo ảnh. Chúng ta sẽ bấm vào đây để sử dụng. Tại đây chúng ta sẽ nhìn thấy những bức ảnh mà người ta tạo mẫu này và phần prompt mà người ta sử dụng. Các bạn có thể sử dụng lại cái nội dung này và chỉnh sửa đi một chút để tạo ra bức ảnh cho chính mình. Chúng ta sẽ bấm vào phần sử dụng nội dung này. Nó sẽ dán cái phần prompt vào đây cho mình và chúng ta sẽ chọn tỷ lệ của khung hình này. Số ảnh mà mình muốn tạo ra tối đa là 4. Phần phong cách này thì các bạn có thể chọn là đang thịnh hành nghệ thuật hoặc là anime này. Các bạn có thể sử dụng thử những phong cách này để xem là bức ảnh nào nó được tạo ra đẹp nhất thì mình sẽ sử dụng. Sau khi đã chọn xong thì bây giờ mình sẽ tạo. Các bạn sẽ chờ một chút để cho AI nó tạo ảnh cho mình. Đây là bức ảnh của mình nhận được. Chúng ta sẽ đi đến tính năng tiếp theo là tạo hình ảnh từ hình ảnh. Đây là phần ảnh mà người ta muốn giới thiệu về tính năng này. Các bạn có thể nhìn thấy ảnh gốc này và đây là ảnh được tạo ra. Các bạn có thể sử dụng lại cái phần prompt này của người ta và để tạo ra bức ảnh cho mình. Chúng ta sẽ bấm vào đây để tải lên bức ảnh gốc. Sau đó chúng ta sẽ nhập prompt vào đây. Chúng ta sẽ chọn số lượng ảnh này, sau đó chọn phong cách và bấm tạo. Vậy là AI nó đã tạo cho mình 4 bức ảnh từ bức ảnh gốc. Các bạn có thể thấy là bức ảnh của mình nó đã được tạo khá là đẹp. Để tải xuống bức ảnh thì chúng ta sẽ bấm vào đây và tải nó về máy. Các bạn sẽ chú ý cho mình phần cài đặt nâng cao này. Phần giá trị trọng số của mô tả càng cao thì hình ảnh tạo ra sẽ càng giống với cả nội dung mô tả. Tỷ lệ càng cao, hình ảnh tạo ra nó sẽ càng giống với cả hình ảnh mẫu của chúng ta này. Mình sẽ kéo nó lên khoảng 10 và bấm tạo. Vậy là mình đã có 4 bức ảnh này. Các bạn có thể sử dụng để tạo ra những bức ảnh thú vị. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến tính năng khôi phục ảnh cũ. Tính năng khôi phục ảnh cũ này nó sẽ giúp các bạn sửa những bức ảnh bị lỗi hoặc là thay đổi màu sắc để làm mới cho bức ảnh. Chúng ta sẽ bấm vào đây để sử dụng. Các bạn sẽ bấm vào đây để tải lên bức ảnh của mình. Đây là bức ảnh gốc.
Và đây là bức ảnh sau khi đã được khôi phục. Các bạn sẽ nhìn thấy bức ảnh nó được mới hơn rất là nhiều. Chúng ta có thể thay đổi màu sắc của bức ảnh này. Để tải được ảnh xuống thì chúng ta sẽ bấm vào phần xuất này và lưu nó về máy. Tiếp theo mình muốn giới thiệu về tính năng nâng cao chất lượng hình ảnh. Chúng ta sẽ bấm vào đây để tải lên bức ảnh của mình. Ví dụ mình có một bức ảnh nhìn nó mờ mờ như này. Bây giờ mình muốn tăng chất lượng nó lên. Các bạn có thể tăng chất lượng cao nhất lên là 4K và chúng ta sẽ bấm vào đây để tăng. Đây là bức ảnh của mình sau khi được tăng chất lượng và đây là bức ảnh ban đầu. Các bạn sẽ nhìn thấy rõ sự khác biệt giữa hai bức ảnh này và cái phần quả này nó được nét hơn rất là nhiều. Để tải được ảnh về máy thì chúng ta sẽ bấm vào phần xuất này và tải nó về máy. Ngoài ra các bạn cũng có một số tính năng như là tạo ảnh chân dung này, chuyển đổi phong cách cho ảnh này, chỉnh sửa màu sắc cho ảnh bằng AI này, thay đổi màu sắc cho ảnh và công cụ tăng chất lượng ảnh thiếu sáng. Nhưng mà những tính năng này nó sẽ không thực sự nổi bật, các bạn có thể tìm hiểu sau. Trong video này mình muốn giới thiệu thêm một số tính năng mà nó thực sự nổi bật của bản web nữa là tính năng người mẫu AI và ảnh sản phẩm này. Chúng ta sẽ bấm vào đây để sử dụng tính năng người mẫu AI. Các bạn sẽ bấm vào đây để tải lên bức ảnh sản phẩm của mình. Tiếp đến chúng ta sẽ lựa chọn người mẫu cho ảnh và bấm tạo. Đây là 4 bức ảnh mà AI nó đã tạo cho mình. Chúng ta có thể bấm vào đây để xem ảnh to hơn. Để lựa chọn được bức ảnh thì chúng ta sẽ bấm vào và nó sẽ thêm vào trong này cho mình. Chúng ta có thể nhìn thấy người mẫu đang sử dụng sản phẩm của mình này và nhìn nó rất là giống thật. Ngoài ra các bạn cũng có thể lựa chọn một số bộ lọc cho ảnh để nó được đẹp hơn. Sau khi đã chỉnh sửa ảnh xong thì bây giờ mình sẽ xuất ảnh ra. Các bạn sẽ bấm vào phần xuất này và tải nó xuống. Tính năng cuối cùng mà mình muốn giới thiệu là tạo ảnh sản phẩm. Các bạn có thể thay đổi phông nền của ảnh sản phẩm để nó được đẹp hơn. Các bạn sẽ bấm vào đây để tải lên ảnh sản phẩm của mình. Sau đó chúng ta sẽ chọn tỷ lệ của khung hình. Các bạn có thể tạo ảnh tỷ lệ vuông này, dọc, ngang hoặc là tỷ lệ 43. Mình sẽ tạo ví dụ một bức ảnh dọc. Sau đó chúng ta sẽ chọn phông nền cho ảnh. Các bạn có một số lựa chọn như là studio, quầy, ngoài trời, nội địa hoặc là hoa tươi. Mình sẽ ví dụ chọn một cái phông nền ngoài trời và bấm tạo. Vậy là mình đã có 4 bức ảnh sản phẩm ở đây. Các bạn có thể bấm vào đây để xem nó được to hơn. Để lựa chọn được ảnh thì chúng ta chỉ cần bấm vào và nó sẽ tự động thêm vào bên này cho mình. Các bạn có thể thêm một số filter để cho ảnh của mình nó được đẹp hơn. Sau khi đã chỉnh sửa xong thì chúng ta sẽ xuất hình ảnh. Các bạn sẽ bấm vào phần xuất này và tải nó xuống. Tiếp đến chúng ta sẽ đi tìm hiểu những tính năng Pro ở trên ứng dụng CapCut. Bây giờ mình muốn chia sẻ các bạn tính năng đầu tiên là tự động điều chỉnh lại, hay đơn giản có thể hiểu là follow nhân vật. Các bạn sẽ chọn vào video này và bấm vào phần tự động điều chỉnh lại. Phần này thì đa số chúng ta sẽ chuyển từ video ngang sang video dọc, nên là mình sẽ chọn 9:16 này. Phần độ ổn định của hình ảnh thì các bạn nên để ổn định để cho cái khung hình nó được bám sát nhân vật của mình hơn. Còn phần linh hoạt này thì nó sẽ không được bám sát nhân vật của mình, nó sẽ chuyển động rất là chậm. Phần tốc độ di chuyển của camera thì mình khuyên các bạn nên để nhanh để cho nó bám sát nhân vật của mình nhất. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào phần áp dụng này và các bạn sẽ thay đổi tỷ lệ của video này sang tỷ lệ 9:16. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem lại. Đây là một video mẫu mình muốn giới thiệu về tính năng tự điều chỉnh khung hình của CapCut. Các bạn sẽ nhìn thấy là camera nó tự lia theo mình. Tiếp đến mình muốn giới thiệu đến các bạn tính năng nâng cao chất lượng hình ảnh. Các bạn có thể nhìn thấy độ phân giải ban đầu của video này nó sẽ rất là mờ. Bây giờ chúng ta sẽ chọn ở phần nâng cao chất lượng hình ảnh. Sau đó chúng ta sẽ chọn cấp bậc này. Các bạn có thể nâng lên HD hoặc là Ultra HD tùy vào độ phân giải ban đầu của video. Chúng ta sẽ chờ một chút để cho AI nó tự nâng cao chất lượng video của mình. Và đây là video đã qua nâng cấp hình ảnh này. Chúng ta sẽ nhìn thấy phần mắt này nó sẽ rất là rõ và phần khuôn mặt nó sẽ không bị nhòe tí nào. Mình sẽ tắt đi cho các bạn xem thử này. Video của mình nó sẽ rất là nhòe, các bạn sẽ nhìn phần mắt này, nó rất là nhòe luôn. Tiếp đến mình muốn giới thiệu đến các bạn tính năng cải thiện giọng nói. Chúng ta sẽ chọn ở phần âm thanh này, chúng ta sẽ tích vào phần cải thiện giọng nói. Các bạn có thể kéo tăng cái thanh này lên để cho nó chống ồn được tốt hơn. Mình sẽ cho các bạn nghe thử. Đây là một video mẫu mình muốn giới thiệu về tính năng nâng cao chất lượng hình ảnh ở trên bản CapCut Pro. Còn đây là âm thanh chưa được cải thiện. Đây là một video mẫu mình muốn giới thiệu về tính năng nâng cao chất lượng hình ảnh ở trên bản CapCut Pro. Các bạn sẽ thấy là âm thanh ban đầu nó sẽ rất là vang và nó sẽ có một cái độ ồn. Sau khi mình đã cải thiện âm thanh thì âm thanh của video nó được trong trẻo hơn, giảm đi cái sự khó chịu của người xem. Tiếp đến chúng ta sẽ đi đến tính năng điều chỉnh ánh sáng ở trên bản CapCut Pro này. Các bạn sẽ chọn vào phần điều chỉnh ánh sáng. Chúng ta có thể điều chỉnh ánh sáng của khuôn mặt, của môi trường xung quanh hoặc là ánh sáng sáng tạo. Mình sẽ ví dụ chọn môi trường xung quanh này và mình sẽ chọn đèn cam này. Chúng ta có thể điều chỉnh lại hướng của ánh sáng này. Phần này các bạn có thể điều chỉnh ánh sáng để tạo một cái video nó được đẹp mắt nhất, giống như kiểu mấy bạn hay quay TikTok mà có cái đèn rọi vào hai bên ấy. Các bạn cũng có thể thay đổi màu sắc của ánh sáng này. Ví dụ mình muốn một cái ánh sáng màu vàng chẳng hạn. Còn bên ánh sáng 1 này mình muốn ánh sáng màu xanh. Sau đó mình sẽ điều chỉnh lại hướng của ánh sáng này. Các bạn sẽ thấy là video của mình nó sẽ được đẹp hơn rất là nhiều.
Mình sẽ giữ nguyên cái phần video này để chuyển sang tính năng tiếp theo của bản Pro. Tính năng tiếp theo mà mình muốn giới thiệu là tính năng làm đẹp. Tại đây chúng ta có làm đều màu da này và làm mịn cho khuôn mặt, tăng độ sáng này, trắng răng này, xóa lếp nhăn khóe miệng này. Các bạn sẽ nhìn thấy khuôn mặt của mình được thay đổi luôn. Ở bản Pro thì các bạn có thể điều chỉnh lại màu da này. Các bạn sẽ nhìn thấy là nó được đẹp hơn rất là nhiều. Và mình muốn giới thiệu đến tính năng cực kỳ quan trọng của phần này là tự động chỉnh hình. Các bạn có thể thay đổi dáng mặt này, tạo dáng mặt thon thả hơn và xương quai hàm này. Đây là video của mình sau khi được làm đẹp này. Tính năng này nó sẽ phù hợp cho các bạn làm về lĩnh vực làm đẹp. Tiếp đến mình muốn giới thiệu về tính năng xóa nền ở trên bản CapCut Pro. Ngoài tính năng xóa nền tự động ở trên bản CapCut thường, ở trên bản Pro các bạn có thể xóa nền tùy chỉnh. Tại đây các bạn sẽ chọn ở phần cái bút này, điều chỉnh kích cỡ của bút và sau đó di vào phần nào mà các bạn muốn giữ lại. Ví dụ mình sẽ giữ lại phần người này. AI nó sẽ nhận diện cho mình. Nếu mà thừa phần nào thì chúng ta sẽ chọn vào phần tẩy này và chúng ta sẽ xóa cái phần thừa đi. Ví dụ mình muốn xóa cái ghế này đi thì mình sẽ chọn vào phần tẩy và mình sẽ xóa cái ghế đằng sau đi. Ngay lập tức thì phần ghế của mình nó đã được xóa đi. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào phần áp dụng này. Vậy là mình đã tách lề được nhân vật mà không bị dính cái ghế đằng sau. Đây là một video mẫu mình muốn giới thiệu về tính năng. Phần này thì các bạn nên sử dụng video có chất lượng cao một chút thì nó sẽ nhận diện tốt hơn. Tiếp theo mình muốn giới thiệu về tính năng tạo chữ tự động bằng AI. Các bạn sẽ bấm vào phần văn bản này, chọn vào phần do AI tạo. Sau đó chúng ta sẽ nhập nội dung văn bản vào đây. Ví dụ mình muốn tạo văn bản với nội dung là CapCut Pro. Sau đó các bạn sẽ nhập mô tả vào đây. Ví dụ mình muốn tạo chữ theo phong cách công nghệ. Sau đó bấm tạo. Các bạn chờ một chút thì AI nó sẽ tạo chữ cho mình. Và để sử dụng được thì các bạn sẽ bấm vào phần dấu cộng này. Nó sẽ thêm vào trong video cho mình. Tiếp theo các bạn có thể tạo chuyển động cho phần chữ này bằng cách nháy chuột phải này. Và chọn tạo clip ghép. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào phần hiệu ứng. Sau đó kéo vào trong phần chữ. Nó sẽ thêm hiệu ứng vào trong phần chữ cho mình. Cảnh ở trên bản CapCut Pro. Ngoài những tính năng ở trên bản CapCut Pro, các bạn còn có thêm kho hiệu ứng này. Rất nhiều tính năng Pro đẹp mắt cho các bạn sử dụng. Chuyển cảnh Pro này, nhãn dán và rất nhiều hiệu ứng Pro khác nữa. Đừng quên là bên mình đang hỗ trợ nâng cấp tài khoản CapCut Pro với giá ưu đãi nhất thị trường. Nhấp vào liên kết ở dưới mô tả để được hỗ trợ. Vậy là vừa rồi các bạn đã biết cách sử dụng các tính năng trên CapCut Pro sao cho hiệu quả nhất. Nếu thấy video hay hãy cho mình xin một like và xem thêm video hay hơn nữa ở đây.